chương trình khuyến mại xả kho của những mẫu xe Toyota Hilux, ông vua bán tải ở thị trường Việt Nam trong tháng 9 2024, khi mà Toyota Hilux là những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan lại nằm trong đợt xả kho chào đón đại lễ mùng 2 tháng 9. Vậy khuyến mại một bảo đến 3-4-50 triệu thì cụ thể chính xác là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Toyota Hilux nguyên chiếc từ Thái Lan, xe sẽ có đến 3 tùy chọn. Trước khi đi chi tiết về cái khuyến mại, chúng ta báo giá rất nhanh thôi. Giá niêm yết thì thật sự là Toyota đã để một cái giá rất hợp lý rồi đúng không ạ? 668 triệu đồng cho những chiếc 2.4 số sàn mà lại dẫn động hai cầu. Trong khi đó người Anh 2.4 số tự động bên cạnh chị ở đây, trước tiên là sẵn xe, đủ màu giao ngay nhé, thì có giá chỉ có 706 triệu đồng mà thôi. Trong khi đó nếu anh chị nó yêu thích hơn động cơ 2.8 Adventure đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có mức giá là 999 triệu đồng. Tất nhiên rồi, Hilux thì rất nhiều màu để anh chị lựa chọn, nhưng với màu trắng ngọc trai, chúng ta sẽ có mức giá cộng thêm 8 triệu đồng. Đó chính là về phần giá niêm yết. Nhưng hay nhất ở trong cái tháng 9 này, khi mà chào đón đại lễ mùng 2 tháng 9, ngày quốc khánh của chúng ta, thì chúng tôi có tăng thêm cái chương trình xả kho, đó chính là gì ạ? Trừ tiền mặt này, tặng bảo hiểm này, tặng phụ kiện này. Bật mí anh chị luôn là tổng cái khuyến mại khi mà cộng cả tiền mặt này, cộng cả bảo hiểm, cộng cả phụ kiện, tổng khuyến mại lên đến gần 40 triệu đồng. Có những model còn lên đến hơn 40 triệu đồng. Nhưng chính xác chi tiết là cho model nào, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe chúng tôi sẽ báo giá, giá lăn bánh rất chi tiết cho chị. Cùng với đó gì ạ? Nếu mà chúng ta muốn tận dụng thêm cái dòng vốn thì chúng ta sẽ đến với cái chương trình trả góp của Toyota Hilux. Bán tải mà anh chị chuẩn bị cho em cứ đúng khoảng 250 triệu thôi ạ. Không hơn đâu ạ. Cứ đúng 250, một chiếc xe đã nằm trong nhà anh chị rồi. Cụ thể là gì? Lãi suất chỉ từ 0,49%, thời gian vay dài đến tận 8 năm, vay đến 85% giá trị xe. Là một chiếc xe Hilux đã nằm trong nhà anh chị rồi. Rất hợp lý luôn, chúng tôi hỗ trợ cả trả thẳng, trả góp, giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Và anh chị cũng biết ở thế hệ mới thì Hilux sẽ rất nhiều cái công nghệ, đặc biệt nhất cái phiên bản 2.8 còn phanh tự động, cảnh báo trên làn đường hay hệ thống camera 360 độ. Vậy chi tiết chiếc xe là như thế nào? Chúng ta sẽ dành điều đó khoảng 3 đến 5 phút review chi tiết về xe. Sau đó thì chúng ta sẽ đến phần tổng kết nào. Xin mời anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về cái phiên bản 2.4 này, với khối động cơ 2.4 máy dầu dẫn động một cầu sau, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 mới, thì chúng ta sẽ thấy cái thiết kế ở thế hệ hoàn toàn mới. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết không ạ? Anh máy quay sẽ tiến gần hơn một chút. Đầu tiên là cụm đèn. Cụm đèn đã được thay đổi hoàn toàn với những cái đường gân thấu kính như thế này. Nó sẽ vừa khỏe này, vừa tạo những cái hiệu ứng chiều sâu để cho chúng ta tăng sáng. Trong khi đó cụm đèn cả pha cốt đều là bi LED, kết hợp với đèn lăng tét và hệ thống đèn LED xin nhan. Rất nổi bật. Dần xuống phía dưới, chúng ta vẫn có hệ thống đèn sương mù LED và những cái hộc như thế này được sơn nổi màu. Hai cảm biến góc trước và bốn cảm biến cảnh báo va chạm sau đều được trang bị trên Toyota Hilux 2.4 thế hệ mới 2024. Nếu anh chị nào mà để ý so với thế hệ cũ nhá, chúng ta sẽ quay ra thẳng đường trước để thấy là cái hình thang này, cái hình thang của mặt ca lăng này nó đã được thiết kế xuôi hơn, và hai lần hình thang nó chạy hai lần như thế này. Ở phía trước, lần trước nó sẽ quay ngược như thế này đúng không ạ? Và những cái phần nan cáo tổ ong to bản trông xe sẽ thể thao, mạnh mẽ, abroad, khỏe khoắn hơn. Trong khi đó logo Toyota mạ chrome nổi bật, sang trọng và sáng bóng. Đó chính là thiết kế ở phần phía đầu xe. Với phiên bản 2.4 thì cái phần ốp ở phía dưới cản trước sẽ được sơn màu nhũ bạc như thế này, sẽ rất nổi bật anh chị nhá. Đó chính là tổng quan thiết kế nổi bật mới ở phần phía đầu xe, kết hợp với phần nắp capo với những cái đường gân dập nổi. Hay như ở đây thì Văn Hội vẫn cứ nói lại một lần nữa là cái anten này này. Anten chúng ta sẽ quay từ phía kia sang để cho nhìn rõ hơn, đúng không ạ? Thì là cái anten này nếu mà nhà sản xuất thiết kế được bằng vây cá mập nữa thì tuyệt vời luôn. Trong khi đó ưu ái ở cái phần xi nhan trên gương đã được trang bị là công nghệ LED rồi, đã rất nổi bật rồi. Vậy thì phần phía thân xe, phần phía thân xe chúng ta sẽ quay tổng quan ở phần phía thân xe nổi bật, chi tiết là như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây anh chị có thể nhìn thấy tổng quan ở phần phía thân xe Hilux thì kiểu dáng rất là mạnh mẽ, trường dáng,
dòng bán tải mà, chúng ta sẽ thấy cái gì ở đây nào? Đầu tiên là cái thông số lốp đi. Với phiên bản 2.4 thì được Toyota trang bị là lốp Bridgestone với cái thông số lốp chúng ta sẽ thấy là 265/65R17, la răng là 17 inch, đúc sơn trầm như thế này. Khi mà trong trường hợp mà không may xước, chúng ta sơn lại rất dễ nhá. Lốp bản rộng 265 và cái độ béo lên tận 65mm. Thực sự là cũng quá tuyệt vời luôn, 65% anh chị nhá, 65% của 265. Rồi, 2.4 hay 2.8 thì đều được trang bị lót thùng theo xe. Một số hãng xe khác thì lót thùng còn chưa được trang bị đâu anh chị ạ. Rất đắt đấy nhá, lót thùng theo xe nó sẽ rất dày luôn. Tay nắm cửa cùng màu thân xe. Với 2.4 tay nắm cửa sẽ cùng màu thân xe. Kính chúng ta sẽ thêm cái kính góc ở đây. Hay như cái phần gương. Gương của chúng ta là ở trước là chrome đúng không ạ? Bây giờ thì cái gáo gương này để màu nhựa đen sần, rất khỏe luôn. Đặc biệt nhất là cái tông màu trắng như thế này, rất khỏe. Xin nhan LED trên gương, chắc chắn rồi, logo Hilux. Bậc bệ thì vẫn được trang bị. Bước lên bước xuống rất dễ, nhẹ nhàng nhá, rất chắc luôn. Ở bên trong, nội thất của 2.4 sẽ là một chiếc ghế cao cấp, nỉ cao cấp, tuyệt vời đúng không ạ? Màn hình thì được tăng lên màn hình là giải trí 9 inch, có kết nối CarPlay Android Auto, tuyệt vời đúng không ạ? Trong khi đó ở hàng ghế thứ hai, lúc nữa chúng ta ngồi bên trong thôi, nhưng mà ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta vẫn sẽ có tựa tay này. Rồi, ở phần phía đuôi sau nào, ở phần phía đuôi sau thì chúng ta sẽ quay nhanh luôn đấy. Văn Hội sẽ đóng cái cửa lại, quay trực quan luôn cho anh chị nhìn thấy chi tiết. Đây, chúng ta sẽ đứng quay ra đây. Toàn bộ phần phía đèn hậu phía sau là đèn LED. Chúng ta sẽ quay một cái góc nhìn cho rõ ràng hơn. Logo Toyota này, tay mở cửa mạ chrome này, Hilux bản E này, 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau này, camera lùi, trang bị ở phía sau rất gọn và tinh tế luôn. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Khi mà Văn Hội đánh giá cao cái nắp này là khi chúng ta bê những cái đồ ấy, chúng ta trượt vào nó rất tiện luôn, rất chắc, rất khỏe nhá. Mà cái phần này chúng ta sẽ có 4 cái phần vấu để chúng ta buộc đồ này, 4 bên nhá. Quay gần vào mới thấy được 4 bên là buộc đồ, rất chắc luôn, rất khỏe khoắn. Toyota Hilux thì ông vua bán tải rồi. Mà thế hệ mới này thì một cầu chỉ có 706 triệu thôi, rẻ hơn trước rất nhiều rồi. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau thì cái phần cản sau này của chúng ta là bằng cái thép lá dập nhá, xong sơn trầm, sơn màu ghi sẫm, đèn chữ C, đèn hậu chữ C cao, tích hợp cả đèn xi nhan này, đèn hậu LED này, nó sẽ đẹp. Đây, tổng quan chi tiết ở đây rồi. Thế còn bên trong nổi bật là như thế nào, những cái thay đổi mới là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Mình đang ngồi bên trong tổng quan giao diện chi tiết của chiếc Toyota Hilux 2.4 máy dầu số tự động dẫn động một cầu, thế hệ hoàn toàn mới 2024. Nội thất bên trong thì màu đen đúng không ạ? Tapi cửa, chúng ta thấy cái điểm nhấn đầu tiên này, đó chính là cái tem. Tem ở đây nó sẽ nhắc nhở cái việc là xe này có hệ thống lọc bụi khí xả diesel DPF đây. Anh chị mà khi mà chạy lâu nó sẽ có đèn báo thì chúng ta sẽ nhớ bấm vào nút này nhá. Bấm nút này một cái nó sẽ xả bụi khí xả ra cho sạch. Tiếp tục nào. Xe sẽ trang bị là kính lái chỉnh điện này, chốt khóa cửa này, chốt khóa kính này, mặt gương chỉnh điện này, hay như cái hộc để đồ và những cái chóa phản quang của cái phần đèn cánh cửa khi mà chúng ta mở ra, nó sẽ rất nổi bật. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những gì nào. Đó chính là tay nắm cửa thì sẽ là được sử dụng là cái màu đen nhá. Phần loa này, chúng ta sẽ có hai loa bổng này. Ở bên trong này, những cái phần sơn mạ bạc của cái hốc gió điều hòa và những cái viền chrome để chúng ta chỉnh này, trông rất sang. Cảm biến trước sau, có công tắc tắt bật. Chúng ta còn có gì nữa ở đây? Nắp mở của bình dầu này, mở nắp capo này, loa này, ghế. Với 2.4 sẽ là ghế chỉnh cơ lên đến 6 hướng. Chỉnh cơ 6 hướng nhá. Chúng ta tiến lùi đây đi. Ngả lưng này, bơm lên này, hạ xuống này, ngả này, 6 hướng đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nào. Vô lăng.
Vô lăng của chúng ta sẽ được trang bị, đó chính là vô lăng chấu kép như thế này, có cruise control giữ ga tự động này, hai hệ thống điều khiển màn hình lớp layer ở trong này này. Chúng ta sẽ có cả km trên giờ điện tử nhá. Đó, hay như thoại rảnh tay, kích hoạt giọng nói. Vì sao? Vì toàn bộ ở phía sau này, bên trung tâm này, chúng ta được trang bị một màn hình giải trí lên đến 9 inch, có kết nối CarPlay Android Auto, hay hệ thống camera lùi, cảm biến lùi. Và những cái góc trái, phải, giữa như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng hơn khi mà chúng ta muốn lùi xe an toàn. Đấy, có người đang xem đúng không ạ? Gương thì chỉnh hai chế độ ngày đêm, hay như học để kính râm. Rồi, bên trong nào, bên trong chúng ta sẽ ngắm nhìn chi tiết ngay bây giờ. Đây là bên trong tổng quan giao diện chi tiết của Toyota Hilux 2.4. Thực sự là anh chị nào mà đã từng đăng ký theo dõi kênh của Văn Hội rồi mới thấy được là Văn Hội sẽ quay rất rất là chi tiết cho anh chị nhá. Đầu tiên chúng ta đến với chiếc màn hình đi nào. Màn hình của chúng ta có kích thước là 9 inch, có kết nối CarPlay Android Auto 0 giây. Trong khi đó vẫn trang bị những cái tính năng như là Wi-Fi này. Wi-Fi của chúng ta là sẽ kết nối để xem được YouTube qua cái trình duyệt web như thế này, browser này. Chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ vào, đúng không ạ? Kết nối CarPlay Android Auto 0 giây rồi thì vẫn tất nhiên là sẽ có cả Bluetooth, radio, FM, các kênh, nó sẽ là đầy đủ hết, với giải trí lên đến 6 loa. Ở dưới thì chúng ta sẽ có gì nào? Một cái điều hòa chỉnh tay. Thực ra là Toyota mà đầu tư thêm cái điều hòa chỉnh cơ điện tử, cơ điện tử như chiếc Veloz hay như chiếc Avanza ấy, thì có lẽ rằng là trông nó sang hơn một chút. Nhưng thực ra điều hòa chỉnh cơ thì anh chị cũng biết là bền bỉ đúng không ạ? Nóng lạnh này, điều hòa này, tốc độ gió này, hướng gió này, lấy gió trong gió ngoài này, xây kính trước này, AC. Chúng ta có một tẩu 12V ở đây, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, chắc chắn rồi. Quay xuống dưới đi, chúng ta đây, chúng ta sẽ có một chìa khóa cơ. Chìa khóa cơ gập được nhá. Gập được, bật lên, anh chị sẽ nhìn rõ luôn. Về tiếp tục, vì sao ạ? Chúng ta sẽ có cái hệ thống chế độ lái Eco Power. Chúng ta có hộp số tự động lên đến 6 cấp. Tự động 6 cấp thì cực kỳ là bền bỉ rồi, quá khỏe luôn nữa. Màn hình thì chúng ta chỉnh tiếng Việt đầy đủ được nhá. Ở trên bên phải này chúng ta có cái phần mở cửa giờ này ra sẽ có cái phần tắt túi khí. Văn Hội đánh giá rất cao cái đồng hồ này, rất thích luôn. Ô tô có một chiếc đồng hồ ở trung tâm này nhìn nó rất trực quan. Cửa gió ở giữa mà hay lắc cũng được chỉnh tính năng khóa gió này. Không phải xe nào cũng có cái tính năng khóa gió này đâu, mà chỉ có toàn chỉnh hướng này thôi. Để khóa gió này bình thường nó chỉ trên xe cao cấp thôi. Chúng ta có một hộc lạnh này, cũng là những cái ưu việt. Hộc để đồ to này mà vẫn có khóa cho hộc để đồ. Phanh tay, hộc để đồ ở giữa. Đến phần vô lăng đi nào. Chúng ta có gì ở đây? Chúng ta có chỉnh đèn tự động, đèn tự động auto này. Gạt mưa, chỉnh in time thời gian theo ý muốn này. Bên trái đồng hồ vòng tua động cơ, báo nhiệt độ nước. Ở giữa màn hình lớp layer. Bên phải đồng hồ analog, báo dầu. Và nhiều cài đặt phụ trợ khác ở trên vô lăng. Cruise control giữ ga tự động theo hành trình. Hay điều khiển giọng nói, thoại rảnh tay, điều khiển volume, AM, FM. Thì vô lăng của xe còn trang bị cả lên xuống như thế này. Tiện lắm anh chị ạ. Rất dễ dàng luôn. Đó chính là tổng quan. Chúng ta có thêm gương chỉnh ngày đêm. Chỉnh ngày đêm nhá. Để kính râm. Đèn trần. Đèn đọc ở phía giữa. Hay như chúng ta còn có thêm những gì ở đây nữa? Những cái để tạp chí này, để giấy tờ này. Đây rất gọn này, những cái báng tay cầm này. Quay cả ra đằng sau, chúng ta sẽ có những cái báng cầm này. Kính góc này. Chúng ta có chỉnh cái khóa đa an toàn này, hai nấc này. Đó, ba nấc anh chị ạ, ba vị trí. Ba vị trí anh chị nhá. Đây chúng ta rút lên như này này.
3 vị trí đeo dây an toàn khác nhau, tùy từ vào kích thước người ngồi. Đó, thì chúng ta sẽ có cái treo chi tiết như thế. Trong khi đó xe vẫn trang bị an toàn lên đến tận 7 túi khí anh chị nhá. 7 túi khí. Từ túi khí rèm, túi khí trước này, túi khí sau này, túi khí người bên phụ này. Và đặc biệt nhất là còn tắt được túi khí này. Cực hiếm đấy, không phải xe nào cũng tắt được túi khí đâu anh chị ạ. Đó, đó là tổng quan chi tiết. Bây giờ nào, chúng ta sẽ đến phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là review đánh giá cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Hilux 2.4 số tự động, máy dầu một cầu thế hệ mới nhất 2024 với giá niêm yết chỉ có 706 triệu đồng. Khi ra mắt như thế này, chúng tôi đang có chương trình giảm giá bán, tăng bảo hiểm, tặng phụ kiện. Chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Trong khi đó anh chị cũng biết bây giờ mà lăn bánh một chiếc Hilux thì mức thuế ở tỉnh chỉ có 6% thôi. Trong khi đó Hà Nội sẽ là 17,2%. Tiền biển số chỉ có 500.000 đồng thôi nhá. Tiền biển số chỉ có 500.000 đồng thôi một tỉnh. Cái này chỉ có hơn 700 một chút xíu thôi là đã lăn bánh một chiếc Hilux số tự động rồi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Còn những cái tùy chọn như là máy dầu, số sàn, 2 cầu, 2.4 hay số tự động, 2 cầu, 2.8, 668 và 999 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm thêm chi tiết là như thế nào, hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền, cũng như đừng quên đăng ký hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Kính chúc quý nhà hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.